Chào quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục hướng về giải đua ghe ngò nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8 tới tại tỉnh Trà Vinh. Thì trong video trước, ngay sau khi biết được kết quả bốc thăm, Quốc Khởi đã chuyển đến quý vị và các bạn. Và nếu các bạn xem, các bạn sẽ thấy trong cái việc phân bảng thì có lịch thi đấu cụ thể trong đó. Tuy nhiên do một số sai sót từ có lẽ là khâu đánh máy của bộ phận chuyên môn của ban tổ chức mà một số trận đấu có sự nhầm lẫn. Cũng chính vì vậy mà Quốc Khởi đã không nói điều này ở video trước. Và chiều tối nay, giờ này là hơn 8 giờ, tức là hơn 20 giờ, Quốc Khởi cùng với một em đồng nghiệp của mình và cũng là em mà thường xuyên bình luận các giải đua ghe ngò với Quốc Khởi hàng năm, đó là em Bảo Quân, vừa đi công tác ở huyện về. Và đây là hiện nay thì Quốc Khởi vẫn còn đang ngồi là ở phòng làm việc của mình. Và cũng nhờ giờ này còn ngồi ở phòng làm việc mà Quốc Khởi đã nhận được cái điều mà có lẽ các bạn cũng đang rất nóng lòng chờ đợi, đó là trong 2 ngày diễn ra giải đấu này thì lịch thi đấu sẽ như thế nào? Cự ly nào sẽ thi đấu ở ngày 1 và cự ly nào sẽ thi đấu vào ngày 2 tháng 8? Và bây giờ Quốc Khởi đã có được điều đó và các bạn thấy hiện nay áo vẫn còn ướt sau khi đi công tác về. Và nhưng biết là các bạn đang nóng lòng chờ đợi nên Quốc Khởi sẽ chuyển ngay đến các bạn về thông tin này. Sau đây chúng ta cùng đến với lịch thi đấu cụ thể trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8 giải đua ghe ngò nằm trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8 2020 sẽ diễn ra ở Trà Vinh. Trước tiên thì Quốc Khởi nhắc lại với các bạn là giải của chúng ta có 3 nội dung với 6 cự ly thi đấu. Đó là hai cự ly dành cho nam, hai cự ly dành cho nữ và hai cự ly dành cho nam nữ phối hợp. Với 7 đội ghe nam, 3 đội ghe nữ và 4 đội ghe nam nữ phối hợp tham gia. Với 6 tỉnh tham gia như các bạn thấy bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long và chủ nhà Trà Vinh. Giải sẽ thi đấu trong 2 ngày 1 và 2 tháng 8 và mỗi buổi thi đấu đều diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu vào lúc 12 giờ 30. Và ở nội dung thi đấu của nam chúng ta thấy có hai cự ly, đó là 1.200m và 800m, có 7 đội tham gia chia làm hai bảng, một bảng có 4 đội và một bảng có 3 đội. Sau khi thi đấu vòng tròn một lượt sẽ chọn mỗi bảng hai đội nhất nhì vào bán kết. Sau hai trận bán kết, hai đội giành chiến thắng sẽ bước vào trận chung kết để phân định ngôi vô địch. Ở nội dung thi đấu phối hợp nam nữ cũng có hai cự ly và chúng ta thấy có 4 đơn vị đăng ký tham gia thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tức là một đội sẽ lần lượt gặp 3 đội còn lại và sau vòng tròn một lượt này thì các thứ hạng sẽ được định đoạt. Điều này cũng tương tự ở nội dung thi đấu của nữ. Tuy nhiên nội dung thi đấu của nữ thì chỉ có 3 địa phương đăng ký tham gia và chị em sẽ cùng thi đấu với nhau theo thể thức một lượt giống như là phối hợp nam nữ để xác định thứ hạng. Sau đây là lịch thi đấu cụ thể cho từng ngày. Quốc Khởi xin nhắc lại với các bạn là các ngày thi đấu trong giải này đều diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu vào lúc 12 giờ 30. Cụ thể trong ngày thi đấu đầu tiên ngày 1 tháng 8 sẽ diễn ra các trận của nam cự ly 1.200m, cự ly 800m, cùng với đó là hai cự ly cũng của nữ trong ngày thi đấu này. Và trận đấu mở màn cho giải này đó là một đại diện của Trà Vinh. Chúng ta biết là ở giải đấu này thì mỗi đội, mỗi một địa phương đều cử một đội ghe nam của mình đến tham gia. Tuy nhiên riêng chủ nhà Trà Vinh thì có 2 đội. Ngoài đội ghe danh tiếng mà chúng ta đã biết lâu nay đó là Càng Long thì lần này có thêm Cầu Kè. Và Cầu Kè sẽ là đội mở màn cho giải năm nay. Và đối thủ của Cầu Kè Trà Vinh trong trận mở màn này là Kiên Giang. Ở trận thi đấu thứ hai, Cà Mau sẽ gặp Vĩnh Long. Ở trận thi đấu thứ ba là trận đấu mà người hâm mộ Sóc Trăng rất là chờ đợi, khi đại diện của Sóc Trăng ở giải đấu này là Quách Bích của Vĩnh Châu sẽ gặp Bạc Liêu. Ở trận thi đấu thứ tư, Vĩnh Long sẽ gặp Cầu Kè Trà Vinh. Ở trận thi đấu thứ năm, Kiên Giang gặp Cà Mau. Và ở trận thi đấu thứ sáu là một trận đấu mà người hâm mộ Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chờ đợi, đó là sự xuất hiện của đại diện thứ hai chủ nhà Trà Vinh, đội ghe danh tiếng Càng Long. Và đối thủ của Càng Long trong trận mở màn của đội này đó là Bạc Liêu. Ở trận thi đấu tiếp theo, một đại diện khác của chủ nhà đó là Cầu Kè sẽ gặp Cà Mau. Vĩnh Long gặp Kiên Giang và ở trận đấu sau cùng để khép lại vòng đấu bảng, vòng đấu loại
là trận đấu giữa Quách Bích, Vĩnh Châu, Sóc Trăng sẽ gặp Càng Long, Trà Vinh, trận đấu mang đầy tính quyết định. Và sau khi trận đấu này kết thúc thì chúng ta đã xác định được 4 đại diện sẽ bước vào bán kết, đó là các đội xếp vị trí nhất nhì ở mỗi bảng. Hai trận bán kết diễn ra giữa đội nhất bảng này gặp nhì bảng kia sẽ xác định được 2 đội thắng, và 2 đội thắng đó sẽ bước vào trận chung kết để tranh ngôi vô địch. Và các bạn thử đoán ở cự ly 1200m, cự ly được xem là truyền thống của Gang Ngo, hai đội nào sẽ bước vào trận đấu sau cùng, trận tranh ngôi vô địch, và cuối cùng thì chiếc huy chương vàng, chiếc vô địch sẽ thuộc về đội gang nào đây. Sau khi kết thúc cự ly 1200m sẽ là những trận đấu ở cự ly 800m của nam và 1000m của nữ. Cụ thể ở trận đấu thứ 13, chúng ta thấy trận đấu này thì nếu như ở cự ly 1200m ở lượt trận thứ 3 thì Quách Bích của Sóc Trăng mới xuất hiện, thì ở cự ly 800m này ngay trận đầu tiên, Quách Bích của Sóc Trăng sẽ gặp Cà Mau. Sau trận đấu của Quách Bích Sóc Trăng gặp Cà Mau thì Càng Long của Trà Vinh cũng sẽ xuất hiện trên đường đua khi gặp Vĩnh Long. Trận thi đấu thứ 3 ở cự ly 800m nam dòng loại, Bạc Liêu sẽ gặp Cầu Kè của Trà Vinh. Sau đó là trận đấu ở cự ly 1000m nữ giữa hai đội Kiên Giang và Bạc Liêu. Sau trận đấu này thì trở lại dòng loại nam 800m. Càng Long Trà Vinh sẽ gặp Cà Mau ở trận đấu thứ 17 của buổi chiều ngày 1 tháng 8. Ở trận đấu thứ 18, Quách Bích Sóc Trăng sẽ gặp Vĩnh Long. Tiếp theo thì Kiên Giang gặp Bạc Liêu. Sau đó sẽ trở lại cự ly 1000m nữ. Và lúc này thì các cô gái Ô Chum Ngã Năm Sóc Trăng sẽ xuất hiện ở trận đấu đầu tiên của giải năm nay, gặp các cô gái đến từ Kiên Giang. Sau trận đấu này thì dòng loại 800m nam tiếp tục. Cà Mau sẽ gặp Vĩnh Long. Càng Long Trà Vinh sẽ gặp Quách Bích Sóc Trăng. Và trận đấu cuối cùng ở dòng loại 800m nam, Cầu Kè Trà Vinh sẽ gặp Kiên Giang. Đến thời điểm này thì cũng giống như cự ly 1200m, chúng ta sẽ xác định được 4 đại diện bước vào bán kết. Tuy nhiên trước khi chứng kiến những trận bán kết ở cự ly 800m nam là một trận đấu nữa của 1000m nữ, trận đấu cuối cùng để xác định các mọi thứ ở cự ly này, Bạc Liêu sẽ gặp Ô Chum của Sóc Trăng. Và sau trận thi đấu nữ này sẽ là 2 trận bán kết của nam ở cự ly 800m. Và cũng giống như ở cự ly 1200m, hai đội thắng trong 2 trận bán kết này sẽ bước vào trận chung kết để xác định ngôi vô địch. Và cũng trong ngày thi đấu đầu tiên này sẽ còn một cự ly nữa dành cho các cô gái, các tay bơi nữ ở cự ly 600m, và chúng ta thấy có 3 trận đấu. Trận đầu tiên thì Ô Chum Ngã Năm Sóc Trăng sẽ gặp Bạc Liêu, trận thứ hai Kiên Giang gặp Sóc Trăng, và ở trận cuối cùng là Bạc Liêu sẽ gặp Kiên Giang. Đây là thể thức thi đấu vòng tròn để xác định thứ hạng. Ở nội dung này chỉ có 3 đội tham gia. Như vậy là sau ngày thi đấu đầu tiên thì giải sẽ xác định được 4 chức vô địch, tức là hoàn thành 4 nội dung thi đấu. Và ngày thi đấu thứ hai cũng bắt đầu vào lúc 12:30 ngày 2 tháng 8 sẽ là 2 cự ly còn lại, 2 cự ly nam nữ phối hợp, 2 cự ly rất là mới đối với Gang Ngo Sóc Trăng. Có thể nói đây là lần đầu tiên các Gang Ngo của Sóc Trăng mới tham dự nội dung phối hợp này. Và ở ngay lần đầu tiên tham gia thì các anh chị em ở nội dung nam nữ phối hợp cũng là những người xung trận ở nội dung này, Sóc Trăng gặp Kiên Giang ở trận thi đấu đầu tiên, trận đấu thứ 31 của giải. Ở trận thi đấu thứ hai, Bạc Liêu gặp Trà Vinh. Ở trận thứ ba, Trà Vinh gặp Kiên Giang. Trận thứ tư, Sóc Trăng sẽ gặp Bạc Liêu. Và như Quốc Khởi nói từ đầu, đại diện của Sóc Trăng tham dự giải đấu này ở nội dung này là đội ghe Quách Bích của thị xã Vĩnh Châu. Trận tiếp theo, Kiên Giang gặp Bạc Liêu, và trận đấu cuối cùng ở cự ly 1000m nam nữ phối hợp, Trà Vinh sẽ gặp Sóc Trăng. Như vậy là đội ghe phối hợp nam nữ Sóc Trăng sẽ là đội khép lại trận đấu cuối cùng ở cự ly 1000m nam nữ phối hợp. Và sau khi kết thúc cự ly 1000m, tiếp tục sẽ là một cự ly khác cũng nam nữ phối hợp, đó là 800m. Và chúng ta thấy trận đấu đầu tiên Bạc Liêu sẽ gặp Trà Vinh. Tiếp theo là Kiên Giang sẽ gặp Sóc Trăng. Và sau trận đấu này thì Sóc Trăng, đội phối hợp nam nữ Quách Bích Sóc Trăng sẽ gặp Bạc Liêu.
Tiếp tục Trà Vinh sẽ gặp Kiên Giang. Và ở trận đấu áp chót, trận đấu 41 của mùa giải, Bạc Liêu sẽ gặp Kiên Giang. Và cũng giống như ở cự ly 1000m trước đó, các chàng trai cô gái của Quách Bích, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng sẽ là những người khép lại cự ly thi đấu này, cũng như là khép lại giải này bằng trận đấu sau cùng với chủ nhà Trà Vinh. Và chúng ta thấy có một điều rất là ngẫu nhiên, ở cả hai cự ly nam nữ phối hợp thì trận đấu cuối cùng đều diễn ra giữa Sóc Trăng và Trà Vinh. Các bạn thấy điều này như thế nào và có thể đưa ra những nhận định của mình về hai trận đấu khá là duyên nợ và ngẫu nhiên này, Trà Vinh Sóc Trăng khép lại hai cự ly thi đấu cuối cùng. Và cũng để chuyển gấp cho các bạn biết về thông tin lịch thi đấu cụ thể này để các bạn tiện theo dõi, mà Quốc Khởi chưa có thể đưa ra những cái điều giống như Quốc Khởi đã nói ở video trước, đó là chúng ta cùng nhận định về những trận đấu diễn ra ở vòng bảng, cũng như là có thể dự đoán trước những ứng cử viên sáng giá cho chiếc vô địch ở mỗi cự ly thi đấu. Và điều này thì chúng ta sẽ cùng thực hiện trong video tiếp theo của Quốc Khởi nha các bạn. Một lần nữa là Quốc Khởi xin nhắc lại là giải đấu này sẽ diễn ra vào 2 ngày 1 và 2 tháng 8 trên dòng sông Long Bình của thành phố Trà Vinh. Có 6 tỉnh thành tham gia, ở nội dung thi đấu của nam là 7 đội, ở nội dung thi đấu của nữ là 3 đội, ở nội dung thi đấu nam nữ phối hợp là 4 đội. Đại diện cho Sóc Trăng đến với Trà Vinh đó là Ga Ngo Quách Bích của thị xã Vĩnh Châu và Ga Ngo nữ Ô Chum của Ngã Năm. Quách Bích của thị xã Vĩnh Châu sẽ thi đấu ở hai nội dung đó là nam và nam nữ phối hợp. Và ngoài những thông tin như Quốc Khởi nói là chúng ta sẽ cùng dự đoán về những trận đấu ở vòng bảng, dự đoán về ứng cử viên của chức vô địch, thì Quốc Khởi sẽ có những cái clip riêng về hai đội ghe sẽ đại diện Sóc Trăng đến với Trà Vinh. Các bạn cùng đón xem trong những ngày tới nha. Còn bây giờ thì một lần nữa cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Quốc Khởi Ga Ngo trong những thời gian qua.